một cuộc hôn nhân lâu dài không chỉ dựa trên tình yêu sự hòa hợp và sự tôn trọng lẫn nhau mà đôi khi còn phụ thuộc vào việc chồng có giúp vợ làm việc nhà hay không mới đây nhất các nhà nghiên cứu tại đại học stockholm thụy điển tin rằng họ có bằng chứng cho thấy các cặp vợ chồng không chia việc nhà sẽ có nguy cơ ly hôn rất cao các nhà khoa học đã tiến hành phân tích dữ liệu tình trạng công việc và gia đình của 3.500 người. Kết quả cho thấy những người vợ phải gánh vác quá nhiều việc nhà thường không hạnh phúc và dễ chán chồng. Ngay cả các ông chồng trong các gia đình này thường cũng không thỏa mãn, khiến cuộc sống gia đình không hạnh phúc. Hơn nữa, đối với các cặp đôi mà người đàn ông tin rằng họ đang chia sẻ việc nhà với vợ một cách công bằng, nhưng người vợ lại thấy mình phải gánh vác nhiều hơn, thì điều này càng làm cho cả hai bên đều bực bội và có thể dẫn đến xích mích tình cảm. tôi nghĩ rằng chia sẻ thì không có nghĩa là phân chia công việc đồng đều chồng phải làm một khối lượng công việc bằng với vợ mà là có ý thức cùng làm một việc gì đó ví dụ như là lần lượt chia nhau thay tã lót cho con hoặc là người này trông trẻ trong khi người kia chuẩn bị bữa tối chứ không có tư duy mặc định là việc nấu nướng chăm con là thiên chức riêng của người phụ nữ Vâng và nếu như cha ông ta có câu dạy con từ thuở lên ba, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về thì các chuyên gia cũng khuyên rằng là các cặp vợ chồng nên thỏa thuận việc phân chia công việc gia đình ngay trong 2 năm đầu tiên của hôn nhân. Sẽ có những mâu thuẫn, tranh cãi, tị nạnh nhưng một khi mô hình đã được xác lập thì nó sẽ duy trì bền vững và giúp cho hôn nhân thêm hạnh phúc. Chứ nếu ngay từ đầu vợ hoặc là chồng đã ôm đồm làm hết việc thì người kia chắc chắn sẽ ỉ lại và coi đó là điều đương nhiên. À, sau này muốn thay đổi thì thì chắc chắn sẽ nảy sinh ra rất nhiều mâu thuẫn